Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn tin học lớp 7. Nội dung kiểm tra của các em sẽ bao gồm các bài sau. Bài 1. Chương trình bản tính là gì? Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính. Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán. Bài 5. Thao tác với bảng tính. Đầu tiên là về phần tự luận. Các em hãy chú ý các câu sau đây. 1. Các bước nhập dữ liệu vào ô tính. 2. Trong chương trình bảng tính, hàm là gì? 3. Các bước nhập hàm vào ô tính. Và 4. Cú pháp của 4 hàm thường dùng trong chương trình bảng tính. Phần tự luận của chúng ta đến đây là hết. Vì tự luận khá là ngắn nên em hãy cố gắng ôm để đạt được kết quả tốt. Tiếp theo là phần bài tập. Bài tập có rất nhiều dạng khác nhau, nhưng đều dựa vào nội dung của 5 bài mà cô đã đề cập ở phần trước đó. Do đó, trước khi xem phần này, em nên xem kỹ lại lý thuyết của 5 bài đã học. Nếu em đã nắm vững lý thuyết rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào dạng bài tập thứ nhất. Ghép nội dung của cột A với nội dung tương ứng của cột B trong bảng. Dạng bài tập này cô đã chuẩn bị sẵn cho em hai câu. Cô sẽ hướng dẫn em làm câu A trước. Số 1 ở cột A, ta có các cột. Tương ứng với cột B là câu B, được đánh số thứ tự bằng chữ cái bắt đầu từ A, B, C. Vậy ở cột A cộng B, ta sẽ điền 1 cộng B. Câu số 2, địa chỉ của một ô. Tương ứng sẽ là câu D, là cặp tên cột và tên hàng. Vậy ta sẽ điền D vào đây. Câu 3, để kích hoạt ô, tức là chọn một ô đây. Tương ứng với cột B là A, có thể nháy chuột vào ô đó. Ở đây ta sẽ điền A. Câu 4, trang tính. Tương ứng với câu 4 ở cột A sẽ là câu C ở cột B, được chia thành các cột và các hàng. Cuối cùng em điền C vào đây. Ở bảng 2, cô sẽ không sửa trực tiếp từng câu trên đây. Cô hy vọng em có thể xem lại bài học và làm. Đáp án bảng 2 cô sẽ để ở trang sau. Đây là bảng đáp án của câu 1B. Dạng bài tập thứ hai là điền vào chỗ trống. Ta có các cụm từ sau đây. Dựa vào các cụm từ trên, em điền nội dung tương ứng cho các câu sau đây. Em lưu ý, một câu có thể có nhiều cụm từ và các câu không có cụm từ trùng nhau. Ở bài tập 2 này, cô sẽ sửa cho em hai câu làm mẫu để giúp em nắm gỡ được cách trình bày của bài này. Câu A, để lưu bản tính, ta vào File và chọn Save. Ở phần lưu ý có nói, các câu không có các cụm từ trùng nhau, tức là câu A em đã sử dụng Save rồi, thì những câu còn lại em không sử dụng Save nữa.
Câu C, ký hiệu phép nhân trong Excel là dấu sao? Bài tập này cũng thuộc dạng thuần lý thuyết nên cô sẽ để em tự làm phần còn lại. Đáp án cô sẽ để ở trang sau. Bài tập 3. Trong các phát biểu sau đây, nếu phát biểu nào là chính xác, em điền chữ đúng. Nếu phát biểu nào không chính xác, em điền chữ sai vào chỗ trống. Câu A. Một trong các lợi ích của chương trình bảng tính là tạo biểu đồ. Câu này là đúng. Đây là lý thuyết của bài số 1. Câu B. 5 cộng 9 bằng là một công thức. Câu này sai. Vì công thức thì dấu bằng phải đặt ở phía trước. Câu C. Để di chuyển trên trang tính, ta có thể sử dụng bốn phím mũi tên và chuột. Câu này đúng. Thao tác di chuyển trên trang tính em đã sử dụng nhiều lần trong phòng máy rồi. Đó là chọn ô đó, chứ không phải là di chuyển dữ liệu. Vì là chọn ô nên ta có thể sử dụng bốn phím mũi tên và chuột. Câu D. Ký hiệu của các phép toán cộng trừ nhân chia trong Excel là dấu cộng, dấu trừ, dấu mũ và dấu phần trăm. Câu này sai. Vì dấu mũ và dấu phần trăm không phải là phép nhân mà phép chia. Dấu mũ là lũy thừa, phần trăm là tỷ lệ phần trăm. Còn phép nhân sẽ là dấu sao, chia là dấu suyệt. Câu E. Chương trình bảng tính là miệng làm việc chính của bảng tính. Câu này sai. Câu này đọc lên là em thấy nó sai rồi đúng không? Tại sao? Chương trình bảng tính thì làm sao lại là miệng làm việc chính của nó được? Trang tính mới là miệng làm việc chính của chương trình bảng tính. Còn chương trình bảng tính thì là phần mềm. Câu F. Ngày 24 là dữ liệu số. Câu này sai. Có chữ ngày rồi thì không thể nào là dữ liệu số được. Nó là dữ liệu ký tự. Câu G. Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ. Địa chỉ được điều chỉnh để giữ quan hệ tương đối về vị trí. Câu này đúng. Câu này nằm trong bài số 5 em mới vừa học gần đây. Em cần nhớ là khi em sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ đó sẽ thay đổi. Còn khi em di chuyển thì địa chỉ đó sẽ giữ nguyên, không thay đổi. Câu tiếp theo, câu H. Để tính giá trị trung bình cho các ô A1, B1, C1, ta dùng công thức hàm bằng sum mở ngoặc A1 cộng B1 cộng C1, đóng ngoặc. Câu này là sai. Đầu tiên là em có thể nhìn thấy là A1 cộng B1 cộng C1 là sai ngay cái cách sử dụng hàm rồi. A1 phẩy B1 phẩy C1 mới đúng cú pháp cái ha. Cái thứ hai, đề là tính giá trị trung bình mà sử dụng hàm sum để tính thì là sai rồi ha. Hàm để tính giá trị trung bình là hàm average. Hàm sum là hàm dùng để tính tổng. Rồi, nhớ mấy tên hàm và coi chức năng của nó nha. Câu Y. Khi độ rộng của cột quá hẹp không thể hiện đủ các số thì ô đó sẽ xuất hiện các ký hiệu thăng. Câu này đúng. Khi thực hành cũng có nhiều em gặp phải cái trường hợp này. Thường thì lúc đó em nghĩ là do em nhập sai công thức, sai tên hàm, sai cú pháp hàm. Nhưng mà không phải, chỉ là do cái cột đó nó quá hẹp. Em kéo cái cột nó ra đủ rộng là nó sẽ thì cột đó sẽ hiện đầy đủ các số lại cho em là được. Câu cuối cùng A1 2 chấm A5 là địa chỉ khối. Câu này đúng. Địa chỉ khối sẽ là địa chỉ của ô đầu tiên và ô cuối cùng của cái khối đó. Thì ở đây mình có A1 với A5, có ô đầu tiên với ô cuối cùng.
Ở giữa hai ô này sẽ là dấu hai chấm. Rồi, chúng ta cũng có dấu hai chấm luôn nên câu này chắc chắn đúng. Bài tập 4. Dựa vào bảng tính, em cho biết kết quả của các công thức sau. Câu A. C3 cộng D3 tất cả nhân E3. Em muốn tính bài này thì em sẽ dựa vào địa chỉ ô và cái số của ô đó là bao nhiêu để tính ra. Ở đây C3 bằng 10, D3 bằng 8 và E3 bằng 7. Nên muốn tính mình sẽ lấy làm 10 cộng 8 tất cả nhân 7. Đáp án sẽ là 126. Bốn câu này khá đơn giản, chỉ thế số và tính theo công thức. Nên cô sẽ để em tự làm các câu còn lại. Sau đây là đáp án của ba câu còn lại. Câu B, âm 70. Câu C, 25. Câu D, 7. Bốn. Nhân lần này các công thức sẽ là hàm số. Muốn tính được kết quả của các câu này, em phải biết chức năng của từng hàm. Đầu tiên câu E bằng sum đúng không ạ? C3 2 chấm C7. Hàm sum là hàm tính tổng. C3 2 chấm C7 là địa chỉ khối. Nên muốn tính kết quả của câu này, em lấy các số từ ô C3 tới ô C7 cộng lại. Đáp án ra là 44. Tiếp theo có F bằng min. Đúng không ạ? E3, E4, E5, E6, E7 đúng không ạ? Câu này sử dụng hàm min. Hàm min là hàm xác định giá trị nhỏ nhất. Nên trong các ô này em có thể thấy từ E3 cho đến E7 thì tại ô E5 là số 4. Số 4 là số nhỏ nhất nên kết quả trả về là 4. Câu G bằng max mong ạ, D3 2 chấm D7 đúng không Câu này sử dụng hàm max là hàm xác định giá trị lớn nhất. D3 2 chấm D7 là từ ô D3 tới ô D7. Giá trị nào lớn nhất thì kết quả sẽ hiện ra giá trị đó. Thì ở đây em có thể nhìn thấy là từ D3 tới ô D7 thì mình sẽ có ô D7 là ô có giá trị lớn hơn những ô còn lại. Nên kết quả của câu này sẽ là 9, là giá trị của ô D7. Lúc nãy cô chưa nhắc, bây giờ cô sẽ nhắc là cho em là ngay chỗ cái địa chỉ khối D3 2 chấm D7 của cái câu G này. D3 2 chấm D7 là một địa chỉ khối. Dấu 2 chấm này là dấu địa chỉ khối, không phải là dấu phép chia D3 chia D7. Dấu này là địa chỉ khối từ D3 tới D7. Nên từ đó, từ D3 tới D7 có số nào lớn nhất sẽ hiện ra. Còn em mà hiểu nhầm nó thành D3 chia D7 lấy 8 chia 9 là em sai. Em để ý kỹ nha, dấu xoẹt ở trong Excel mới là dấu chia. Người ta muốn ghi D3 chia D7 sẽ ghi là D3 xoẹt D7. Em cố gắng phân biệt dấu phép chia trong toán học và tin học nha, khác nhau đó. Tiếp theo câu H bằng average C3 2 chấm F4. Average là hàm tính trung bình cộng. Ở đây ta có C4 2 chấm F4, tức là từ C4 tới F4. Lấy các số từ C4 tới F4 cộng lại và chia cho 4. Ở đây mình có 4 số: 9, 5, 9, 8.
Em sẽ lấy 9 cộng 5 cộng 9 cộng 8. Tất cả sẽ chia cho 4. Kết quả ra là 7,75. Câu cuối cùng bằng average F3 2.F7. Câu này cũng sử dụng hàm average, hàm tính trung bình cộng. Nhân lúc này sẽ tính từ ô F3 đến ô F7. Đó là lúc này ta sẽ có 5 số 10, 8, 9, 10, 7. Ta sẽ cộng 5 số này lại chia cho 5, sẽ ra được kết quả của cái hàm này, của câu này là bằng 8,8. Vậy là cô đã ôn xong cho em các dạng bài tập và tự luận để thi học kỳ 1. Sắp tới nếu có thêm dạng bài nào cô sẽ hướng dẫn thêm trên lớp.